Xin chào các bạn ở Hưng ơi. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, lâu lắm rồi các bạn ạ, mình không làm series trốn tìm các bạn nhá. Thì hôm nay các bạn ạ, mình tiếp tục series đó là trốn tìm các bạn ạ. Nhưng mà sẽ là trốn tìm ở nhà hoang các bạn nhá. Wow. Chơi nhau nhỉ? Rồi, thì các bạn ơi, ở làng mình có rất là nhiều nhà hoang ở nó tập trung vào một khu các bạn nhá. Thì tí nữa bọn mình sẽ ra đấy đi hú ở nhà hoang đó các bạn nhá. Đấy, chỉ trong khu vực nhà hoang đó bán kính là 500m các bạn ạ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Và chỉ được phép hú ở trong nhà hoang, cái khu vực nhà hoang đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Không được đi ra ngoài cái nhà khác mà có nhà nào ở thì cũng không được hú ở đấy, hiểu chưa? Ok. Các bạn ơi, tưởng gì nhà hoang là trong lòng bàn tay của mình rồi các bạn ạ. Rồi. Có thử không anh? Rồi, nếu mà các bạn ạ, ai mà mình không tìm được thì người đó mình sẽ mất cho người đó là 500 đô bạn nhá. Yeah. Mình cố gắng. Đấy, bởi vì là nhà hoang nó rất là nguy hiểm, với lại có nhiều rắn rồi, nói chung là nó nguy hiểm các bạn ạ. Nói chung cho là mình sẽ trao thưởng cao các bạn nhá. Ok. Đấy, thì các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ video của mình các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ có 20 phút để bịt mắt các bạn ạ. Và mình có 1 tiếng để đi tìm, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ mình sẽ bịt mắt các bạn nhá. Bịt mắt vào đây. Đấy. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bấm giờ các bạn nhá. Người chơi chúng ta sẽ đi hú các bạn nhá. Ok. Rồi. 5 10 20 25 30 35 40 45 50 65 70 75 80 85 90 95 100. Ơi, có nhà hoa này. Ừ đây thằng. Họ xem có mở cổng không ơi. Anh ơi, khóa mất cổng rồi. Hay là anh em mình trèo tường vào đi. Trèo tường nhá. Trèo tường đi. Để anh em mình tìm xem có ở thấp không ơi. Như này hút về lớp không mà dám trèo hậu ạ. Đúng rồi. Để anh trèo trước có gì xong anh cẩu hậu lên. Rồi thì anh trèo đi. Mình nhìn thấy hang không có rắn đâu không ạ. Không có rắn đâu, khóa chân vào nó đớp. Anh em ơi, kiểu gì hôm nay anh em mình cũng chiến thắng các bạn nhá. Hôm nay lần đầu tiên hai anh em mình cuộc trốn chung các bạn ạ. Để xem vận may nào, Hưng với Lốc chắc là không dám trèo đi đâu. Các bạn ơi, mình sẽ hỗ trợ hậu để lên tường nhé các bạn. Mình lùn quá các bạn ạ. Tí rách quần các bạn. Ui, cào phết các bạn nhỉ. Cào thế này nhá, Hưng với Lốc không bao giờ nghĩ chúng mình dám trèo vào đây các bạn. Quá. Ui, hậu ơi, nhiều chỗ chú ý lắm hậu ơi. Nhiều chỗ để hú lắm. Wow, các bạn ơi, mình không hú trong cái nhà bếp đâu các bạn ạ. Đây là nhà bếp các bạn nhá, để nhà bếp rất dễ tìm. Anh em ạ. Wow. Đây như là chuồng trâu hay chuồng bò các bạn nhá. Ui, các bạn ơi, anh Hoàng ơi, khả năng em hú là sao anh Hoàng? Các bạn ơi, đã nhà hoang là mình sẽ hú sau nhà hoang luôn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Mình chui trong cái rãnh này nhá. Hưng với Lốc á. Không bao giờ tìm được mình đâu các bạn ạ. Đấy, anh Hoàng vào đây hú. Thôi anh đi ra chỗ khác đây. Chỗ này chẳng nhẽ anh em mình hú nếu bị tìm chết chung với nhau à? Ờ à, ok. Nhá, anh đi tìm chỗ khác đây. Ok. Chỗ này. À đây rồi, các bạn đi. Các bạn ơi, khả năng mình chui vào trong cái rãnh này nhá các bạn nhá. Chứ mình tin hôm nay mình sẽ chiến thắng các bạn ạ. Đấy. Ui các bạn ơi. Cái chỗ này là cái chỗ thích nghi nhất để trốn rồi các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, mình sẽ ngồi lấp ở đây nhá các bạn nhá. Bố Hưng với Lốc cũng tìm được thấy mình luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ giành chiến thắng. Yeah. Các bạn ơi, mình tìm thấy nhà hoang rồi các bạn á. Bây giờ mình sẽ vào hú nhá. Khóa cửa rồi, bây giờ mình chắc là mình sẽ lẩn vào trong bên này các bạn. Chắc là chỗ này là chỗ an toàn nhất các bạn ạ. Mình sẽ hú ở đây các bạn nhá. Đợi ông Hưng ông đến đây chắc là còn khướt các bạn ạ. Các bạn ơi, mình tìm thấy nhà hoang rồi các bạn ạ. Đấy, mình chui trong cái đường dây, mình chẳng ai nhìn những mình lên các bạn ạ. Bây giờ mình vào đây, mình bới thơm, mình giúp vào các bạn nhá.
Đây. Ôi trời. Ui lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn phải hy sinh các bạn ạ. Mình không cần biết các bạn nhá. Ui anh không. Ui trời ơi. Mình nằm ở đây nhá. Mười anh nhưng không nhìn thấy mình các bạn ạ. Mình nhận chạy dơm lên. Ui. Chỉ sợ được. Các bạn ơi, mình đi kiếm nhà hoang để mình nấp nha các bạn nhờ. Kiếm một chỗ rất kỹ để cho Hương Vy Lâu không bao giờ tìm thấy mình các bạn ạ. Các bạn ơi, nhà hoang đây rồi nhớ các bạn nhờ. Giờ mình vào đây mình nấp các bạn. Vào đây nắp chỉ có kín luôn. Các bạn ơi, mình lấy cái mảnh xong mình tét ở góc kia xong mình nấp nha các bạn nha. Ây này xong mấy ấy này vào không bao giờ tìm thấy mình đâu. Hôm nay nhất định mình sẽ lấy phần thưởng. Anh em 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đấy các bạn ơi, các bạn bây giờ là 19 phút 22 rồi các bạn nhá, 23 giây rồi các bạn ạ. Đấy cũng gần 20 phút rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ các bạn nhá. Mình có 1 tiếng để đi tìm các bạn nhá. Đấy. Đây các bạn này. Mình bấm các bạn nhá. Bắt đầu đi tìm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, mình làm cái sơ đi nhà hoang này các bạn ạ, nó hơi bị rùng rợn các bạn nhớ chia sẻ ủng hộ cho mình các bạn nhá. Đấy. Làm trong clip nhà hoang là hơi bị mạo hiểm các bạn ạ. Bởi vì là nó có rất là nhiều rắn với lại những cái con, nói chung là con rắn nó độc các bạn nhá. Đấy. Đây các bạn ơi, mình vào đây các bạn nhá. Nhà hoang các bạn này. Đâu rồi, không có ai. Ui. Các bạn ơi, giếng cổ các bạn nhìn này. Các bạn nhìn chưa? Sầu lắm các bạn ạ, mình vẫn chưa nhìn thấy đáy. Không có ai các bạn ạ. Không có ai các bạn ơi. Các bạn đây, nhà cổ các bạn nhá. Giờ mình bắt được quá nhiều các bạn ơi. Các bạn ơi, kín thế mà anh nhưng tìm thấy mình các bạn ạ. Đấy, yeah. Bách hy sinh ra đây, bách hú ở đây các bạn ạ. Mình ngáu ở đấy mà vẫn tìm thấy mình. Còn có ai đây không em? Em không biết anh ạ. Đấy các bạn ơi, mình bắt được bách các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đây trước cửa các bạn nhá. Yeah. Đúng rồi, bách chui vào đống cơm các bạn ạ. Ui.
cái chỗ này các bạn này, mục mục rồi, khả năng trèo qua nó sập cho phát thì nguy hiểm lắm các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, còn có lối vào đây nữa các bạn ạ. Đấy, nguy hiểm thế các bạn nhờ. Nhìn những cái cây này nó mục mục rồi các bạn ạ, nó lại còn gạch treo lơ lửng nữa. Sợ phết các bạn ạ. Ui, có tổ ong thì các bạn nhìn chưa? Đấy. Đây các bạn nhìn, trên này nó mục hết rồi các bạn ạ. Sợ phết các bạn ơi. Các bạn ơi, ui sợ phết các bạn ạ. Vương tốt tin thì em mình bắt được Nguyên rồi các bạn ơi. Đấy, hóa ra Nguyên ở hú ở trong này các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đã kỹ thế mà anh vẫn tìm ra mình. Đấy, các bạn ạ, các bạn ơi, hú ở trong này hơi sợ nhỉ các bạn nhỉ. Nguyên có sợ không? Em sắp đái ra quần rồi anh. Đấy các bạn ơi, mình bắt được Nguyên rồi các bạn nhé. Đấy, mình ra ngoài tìm các bạn ạ. Đây các bạn nhỉ, cái chỗ này các bạn ạ. Đấy, không cẩn thận cái là nó sập luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, thế là bắt được 2 người các bạn ạ, còn 3 người thôi các bạn nhé. Đấy. Các bạn ơi, ngày xưa các cụ xây được những cái bức tường đất này rất là giỏi các bạn nhỉ. Đấy, nhìn này, dày bịch luôn các bạn chưa. Các bạn ơi, nghe âm thanh mà cũng sợ sợ các bạn ạ. Sợ phê các bạn ạ. Ui, vẫn âm các bạn ơi. Các bạn ơi, làm ong lắm các bạn ạ. Đấy, rất nhiều ong các bạn ạ. Khả năng ở đầu này không có ai các bạn ơi. Các bạn ơi, nhà hoang này các bạn ơi. Trong này không có ai các bạn ơi. Không có ai. Đấy các bạn ơi, nhà hoang
nói chung là làm cái sơ đi về cái nhà hoang các bạn ạ, nó rất là đáng sợ các bạn nhé. Đấy, nó vừa nguy hiểm, nó lại vừa kiểu như là nhiều rắn rết các bạn ạ. Đấy, các bạn nhớ chia sẻ video ủng hộ cho cái clip này của bọn mình các bạn nhé. Các bạn ơi, còn 3 người nữa các bạn này. Khâm xem được 30 phút rồi. Đấy các bạn ơi, 10 phút rồi các bạn nhé. Đấy, không biết còn 3 người lựa hũ ở đâu các bạn nhỉ. Các bạn này, cái mít này các bạn nhìn này. Đấy, mình thử xem quả chín chưa các bạn nhé. Các bạn ơi, thường nhà hoang mà có những cái cây mít này ấy, quả nó ăn rất là ngon các bạn ạ. Chưa chín đâu các bạn ạ. Đây các bạn này, làm tức ngày xưa làm bằng đất hết các bạn ạ. Các bạn ơi, nhà này khóa cửa rồi các bạn ạ, mình nghĩ là không ai dám trèo vào đây đâu các bạn ạ. Các bạn ơi, thôi mình cứ cố gắng mình trèo vào bên trong các bạn ạ. Đấy, ngoài khóa cổng nhưng mình cứ trèo vào các bạn ạ. Cái đâu trong đấy lại có người các bạn ạ. Soát đứa nào thì mình mất 500 đô đứa đấy các bạn ạ. Tiếc lắm các bạn nhá. Xem có chỗ nào nó thấp hơn các bạn nhỉ. Chắc chỉ có chỗ này thôi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, nó có cái lỗ này các bạn ạ, trèo lên. Ui, mệt phết các bạn ạ. Ui, ôi các bạn ơi, mệt phết các bạn ạ. Mình nhìn con là to bự các bạn ạ, sợ thật. Kinh khủng các bạn ơi, mình sợ thế các bạn ơi. Mình vừa nhìn thấy con rắn xong các bạn, mình không nói điều các bạn nhá, lo mãi con kia các bạn ạ. Sợ thế. Đấy, đầu này nó hơi bị ấy các bạn ạ, không có ai vào đâu các bạn nhé. Mình chia ra ngoài các bạn. Mình đi qua đầu kia các bạn nhé. Rén các bạn ạ, mình sợ. Các bạn ơi, sợ lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này, không có ai các bạn nhé. Đấy, mình cũng không dám vào các bạn ạ.
của ai các bạn ơi. Đây là cái giếng các bạn này. Giếng này vẫn có nước các bạn nhé. Không có ai các bạn ạ. Cái này không biết là ổ gì các bạn ạ. Nhìn nguy hiểm nhỉ các bạn nhỉ. Thôi các bạn ơi, trong này không có ai đâu các bạn ạ. Mình đi ra chỗ khác tìm các bạn nhé. Mình sang bên này tìm các bạn nhé, nhà hoang bên này các bạn ạ. Các bạn ơi, nhìn này. Đấy. Các bạn thấy đáng sợ chưa? Các bạn ơi, mình còn rung với mình các bạn lối ra gà các bạn nhé. Đây, nhà hoang này bạn nhìn chưa? Đấy. Ui. Các bạn ơi, cái lối đi vào các bạn nhìn chưa? Nhìn nó kiểu như một vào mấy cùng các bạn nhỉ. Ui các bạn ơi, nhà này đóng cửa rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, đáng sợ nhỉ các bạn ơi. Lương. Mình bắt được Lương các bạn ơi. Ô, anh đi đường nào đấy? Đi đường đầu kia. Ô. Sao không nhìn thấy em nhỉ? Đấy các bạn ơi, mình bắt được Lương các bạn ạ. Em hú kín đấy mà anh mới bắt được. Đấy, hú ngồi chỗ này thì ai mà chả bắt được các bạn nhỉ? Em ơi, chỗ này rừng rậm các bạn ạ. Đấy, có vẻ nhiều muỗi các bạn ạ. Ở đây nhiều muỗi lắm anh, em ngồi từ nãy rồi. Các bạn ơi, trong này các bạn này rậm lắm. Có biết có ai hú ở trong này không? Có ai ở đây đúng không em? Đấy không. Mỗi mình em các bạn ơi. Các bạn, bây giờ là lửa tiếng của các bạn nhé. Đấy. Còn Hậu với anh Hoàng nữa các bạn ạ. Có người ở các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy. Còn anh Hoàng với Hậu các bạn nhá.
cái nhà vừa đấy mình tưởng là nhà hoang các bạn, nhưng mà có người ở các bạn nhá, thì không được tính gọi là nhà hoang các bạn ạ. Đấy các bạn đi, đi theo mày. Sợ không? Đấy các bạn ơi, làm cái story này mình cũng dùng đến mình các bạn ạ, giỏi hết tay gà nhá. Đây chắc là có nghĩa là cái clip đáng sợ nhất của mình từ trước tới giờ các bạn ạ. Đấy, quá mồ hôi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhớ chia sẻ ủng hộ mình các bạn nhá. Vậy bây giờ mình đi tìm, cố gắng để tìm đến hai người các bạn ạ. Không có thì mình sẽ mất tiền các bạn nhé. Các bạn ơi, thế là anh Hậu, Hậu với lại anh Hoàng các bạn ạ, mình không tìm được các bạn nhé. 52 phút này các bạn này, đấy 8 phút nữa là mình không tìm thấy các bạn ạ. Mà cái khu vực nhà hoang ở chỗ đấy thì chỉ có khu vực đấy thôi các bạn nhé. Đấy, mình chưa thấy là chỗ nào có nhà hoang nữa các bạn nhé. Đấy, thì không biết là mình có bỏ sót chỗ nào các bạn nhé. Thì mình thua cuộc các bạn ạ. Đấy, hai người không tìm được các bạn ạ. Tôi chết rồi. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, chơi trốn tìm ở nhà hoang các bạn nhá. Mình không tìm được anh Hoàng với Hậu các bạn ạ. Yeah. Anh Hoàng với Hậu vua đâu ấy. Anh vua ở nhà mà nó khóa cổng ấy anh. Đúng anh rồi. Anh với Hậu ấy vua ở cái nhà khóa cổng, tường cao nhá, anh còn phải lôi Hậu qua cái tường đấy. Anh em cùng chung một cái nhà vua như vậy. Em cũng vào đấy nhưng mà sao không thấy anh nhỉ? Bọn em vua trong rãnh. Đúng rồi. Em nghe thấy anh rồi nhưng mà em vua ở rãnh cơ. Hậu dù anh trốn chung một cái rãnh đấy nhưng mà anh không trốn cùng rãnh, anh đi sang rãnh khác. Rồi. Ok các bạn ơi, hóa ra là vua ở rãnh các bạn ạ. Rồi mình sẽ rút kinh nghiệm các bạn nhá. Đấy rồi. Thì hôm nay mình có tìm được Nguyên với Bách với lại Lưa các bạn ạ. Đấy, kém quá các bạn ạ. Ông ngâm kìm thế mà anh vẫn đúng rồi. Em ở dưới ứng lương, thế mới anh có nhìn thấy. Đống dơ may cho mồi lửa vậy. Đấy, Hậu là 500 đô và anh Hoàng là 500 đô các bạn nhá. Lại có tiền anh em. Rồi, các bạn thấy video mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ xin chào các người trong clip tiếp theo. Bye.